Rồi thế anh Hùng của em thì có tật xấu nào không? Vô vàn tật xấu. Vô vàn luôn. Vô vàn tật xấu. Mình kể một vài cái tật xấu điển hình đi. Có một cái. Còn ghen không? Còn thì chắc như là còn rồi anh. Người ta bảo còn yêu thì mới còn ghen. Nhưng mà bây giờ cái sự ghen của anh nó có sự kiểm soát hơn. Nó có lý trí hơn. Hơi chưa? Dạ rồi. Đúng rồi. Không biết rằng là anh bộ đội này có lãng mạn không? Lãng mạn part time hết á. Part time. Part time nó không có full time. Lúc có lúc không? Dạ đúng rồi. Anh cũng là một người tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cũng biết chơi guitar, cũng đàn hát, cũng sáng tác nhạc, không biết cho biết bao nhiêu cô gái người yêu cũ. Wow. Còn trừ vợ ra thôi. Trừ vợ ra thôi. Thì cũng chưa bao giờ được một lần là chồng sáng tác bài này cho em rồi ghi âm lại, quay video lại gì đó. Em thấy chắc là lần lãng mạn nhất là cái lần cầu hôn đó, là chắc là cũng phải nhiều người tác động lắm mới được lãng mạn được như vậy á. Mà sao em biết là bạn ấy sáng tác nhạc cho các cô người yêu cũ? Có trên YouTube luôn đó chị Vân. Ngày trước là em còn tâm hồn bay bổng, là còn viết nhạc sáng tác, nhưng mà nói sáng tác cho hẳn những người yêu cũ thì không đúng. Tại vì em chỉ viết cái bài đó ra trong khoảng cảm xúc bây giờ, thì tự nhiên có cái cô đó đang trong khoảng gian yêu em thì em hát cho cô đó nghe, thì kêu là tặng thế thôi, chứ không phải là mục đích là viết cho cái cô đó hay không. À, thì viết cho tình yêu thôi chứ không phải viết cho người yêu. Nhưng mà này anh hỏi nè, ở trong cơ quan á thì ảnh chắc chắn phải là mỗi người phải cứng rắn rồi, thì về nhà có áp dụng coi như cái sự cứng rắn đó, sự coi như là chính chu đó với vợ không? Chồng em mà sau khi mở cánh cửa nhà ra là trở thành một con người khác thôi. Con người như thế nào? Cũng nhõng nhẽo, nũng nịu, mè nheo. Hai vợ chồng này chứ giống nhau anh. Nhõng nhẽo. Chồng cũng bảo vợ nhõng nhẽo, bây giờ vợ cũng bảo chồng nhõng nhẽo luôn. Nhõng nhẽo như nào nào? Nhõng nhẽo kiểu vợ ơi chồng đói, vợ ơi chồng đói làm gì giờ, làm sao cho no giờ, kiểu như là vợ ơi chồng đau tay quá trời, vợ ơi chồng đau chân. Cái bản chất là một chút nhõng nhẽo, một chút pha trò hề, nó là bản chất con người em. Nhưng mà do cái đặc thù công việc ở trong đơn vị là bắt buộc em phải nghiêm chỉnh, bắt buộc phải như vậy thì mới có thể quản lý và duy trì và huấn luyện được. Nên là khi về đó là em cứ bung mình ra thôi. Đúng. Là để cho vợ cảm nhận con người thật của em là như thế. Nhưng mà chị nghĩ là đấy là những cái mà làm cho hai người yêu nhau hơn đấy. Dạ. Đúng không? Cái khoảnh khắc mình thấy là mình rất cần đến người kia và dạ, người kia cũng như vậy với mình. Vâng. Nó là cái cảm giác rất tuyệt vời ấy. Thế là mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thấy thì hiện tại như chồng em thì chồng em khá là một con người khá là nóng tính. Thì em muốn là chồng em trong những lúc nóng giận, trong cơn giận đó thì hãy cố gắng tĩnh tâm, bình tĩnh lại một chút. Có gì thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Còn không thì mình hãy giữ lại. Bao giờ mình bình tĩnh thì mình hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thể không phải chia sẻ hết 100% tại vì công việc trong đặc thù công việc của anh là như vậy, em không thể giúp gì cho chồng em được, nhưng mà em cũng có thể an ủi động viên và nâng cái mút của chồng em lên. Hay quá. Ôi xinh quá. Xin chào hai vợ chồng, có ai nói là hai vợ chồng em gương mặt giống nhau không? Dạ trước hết thì em chào anh Thuận, chào chị Vân. Em thấy là cũng khá nhiều người là nói hai vợ chồng em có gương mặt giống nhau. Ồ, như vậy là anh nói giống nhiều người đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Chứ không phải một mình anh nhận xét dạ, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ trước hết thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình ạ. Em xin tự giới thiệu về em. Em là Lê Thị Thu Uyên. Năm nay là em 25 tuổi, hiện đang công tác tại Ngân hàng Quân đội MB ạ. Mời chú rồi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Chào quý thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí trong trường quay. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Vũ Văn Hùng, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 ạ. Nhân duyên vì sao mà hai người lại gặp được nhau? Em và anh Hùng đều từng học tập tại thành phố Nha Trang biển ạ. Anh Hùng là học ở trường Sĩ quan Thông tin. Và hồi đó thì em học ở trường Đại học Nha Trang ạ. Thì trong một cái dịp là bên trong trường Sĩ quan Thông tin có tổ chức văn nghệ ạ. Thì em có vào giao lưu văn nghệ, tập văn nghệ ở trong đó. Thì hai vợ chồng cũng có cơ duyên gặp nhau. Ngày trước khi mà chúng em đi tập văn nghệ đó, thì lúc đó mà cái avatar của em nó không nhào như bây giờ, 6 múi đồ đó. Là cũng nhiều bạn gái lắm, nên là cô này cô vào gặp em lúc nào đấy em cũng không nhớ. Chỉ nhớ là có một cái buổi tối hôm đó, em nhớ là tối thứ bảy, cô này cô mặc nguyên một đồ cây đen tông sạch tông từ trên xuống dưới, nhìn là mặt cũng xinh xắn. Đó là tướng tá rồi, cũng ngon lành cành đào ha. Là em chạy lại em giật tóc. Em giật tóc, em trêu bà. Một hồi xong rồi tới kết thúc chương trình văn nghệ là em xin số điện thoại, rồi từ đó mới liên lạc với nhau. Thế mà em thì sao? Lần đầu tiên em nhìn thấy Hùng thì em có một cái ấn tượng gì về anh bộ đội tên Hùng này không? Đối với em thì lúc đó em vào thì em chỉ có để ý thấy có cái anh này, anh rất là nhây. Anh nhây với những cô gái khác, còn không có nhây với em. Ủa tại sao lại không nhây với cô gái này? Tại vì là đối tượng nào mà mình để ý anh thì mình phải nghiêm túc. Ngã đưa vào tầm ngắm. Mà. Có đúng một lần đó thôi. Là giật tóc là nghiêm túc dữ chưa anh? Rồi mình thực hiện cái việc mà mình theo đuổi cô ấy như thế nào ạ? Tính ra là nó cũng không phải lâu lắm đâu, tại vì thời đó là em mồm mép tép nhảy lắm. Em xin số điện thoại của cô này thì lúc đầu là cô không cho đâu,
nói là em chỉ đọc một lần thôi, anh nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi nha. À, đọc một lần em nhớ liền, em là ngành thông tin mà. Nhưng mà về lại có một cái như thế này, cô này cô sinh năm 98, đuôi số điện thoại của cô này là 97, 198, 197 đấy, em về em hội hoài không được. Tới lần sau lên Diên Lâm ở trên đó em xin lại một lần nữa mới được. Hay là về em cưa cẩm rồi gọi, có khi gọi tới 2-3 tiếng đồng hồ một buổi tối anh. Xong này dần ra rồi tới một cái buổi tối, ngày hôm đó là tụi em tổ chức liên hoan, chào học viên tốt nghiệp ra trường. Thì cô này cô em cũng tới. Sau mà khi liên hoan xong rồi đó, tụi em cũng được phép uống mỗi người 1-2 đơn bia. Là cũng ngà ngà rồi là em nán lại rủ cô này ra phía sau cánh gà. Đó là lúc đó là có chút men trong người rồi đó. Trời ơi mà dạ lắm chị. Cái tối hôm đó, cái đêm giao lưu tối hôm ăn cơm chung với nhau á, thì cũng có mấy anh khác cũng tới, cũng mời em rồi gấp đồ ăn cho em các thứ. Nhưng mà chưa có tỏ tình, chưa có gì hết mà mấy chú né ra, vợ anh mấy chú né ra. Ôi. Đó là dậy trước rồi đó. Đó các bạn nhớ nha, đây là một cái chiêu bài mà mình phải sử dụng ngay. Cái... khẳng định luôn đó. Khẳng định chủ quyền. Ủa có phải là chị tò mò xíu là cái hôm đó là sau cánh gà là có nụ hôn đầu tiên không? À, chính xác hôm đó là có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Mà vì nụ hôn đó mà em bị phạt đấy. Tan tiệc rồi là anh em đều phải đi về để điểm quân số thực hiện chế độ cả. Là còn mình em mà nán lại là gọi là dạy gái đó, là ngồi lại với cô này là tới 9:55 tối. Là em nhớ kỹ tới chi tiết mà 9:55 luôn. Ngày mười mấy, ngày 16. Ngày 16 tháng 8 năm 2017. Trời ơi. Trời thế mà nhớ được. Là bây giờ là 6 năm rồi mà nhớ gì luôn. Thật ra là cũng không phải em nhớ đâu. Cái này là vợ em nhớ, cũng bà này mà gọi điện cho em kêu anh còn nhớ cái ngày đó là mấy giờ không nhớ tới từng phút luôn anh. Em kêu em không nhớ, em đoán là 8:30, đoán 8:35, đoán 8:40, em đoán hoài không trúng. Kêu tôi cho anh 10 phút, cúp máy cái rẹt cái đó. Trời ơi. Nghe hướng không? Là có nghĩa là sau 10 phút gọi lại là đáp án chính xác hả? Đáp án không chính xác, đúng rồi, đáp án chính xác. Sau bao nhiêu lâu thì từ nụ hôn đó dẫn đến đám cưới của hai người? Chính xác là 5 năm chị ạ. Tụi em yêu xa 5 năm. Yêu xa? Dạ, yêu xa. Em thì công tác ở Tây Ninh, còn vợ thì vẫn học ở Nha Trang. Đáng nể ghê á. Vậy trong 5 năm trời đó, chắc chắn là sẽ có những cái giận hờn, những cái gọi là hiểu lầm nhau. Ừ. Có chia tay chia chân gì không? Đó, như cơm bữa luôn này. Cái lần mà chia tay mà lâu nhất á, thì là khoảng 1 tháng ạ. Là thời điểm đó em vừa mới ra trường và em bắt đầu đi làm. Em nghĩ là lý do thì cũng chỉ vì là hai đứa ở xa nhau rồi, em vừa mới từ một môi trường học mà đi ra đi làm thì cũng có áp lực riêng của mình. Rồi ảnh cũng có áp lực trong đơn vị. Rồi hai đứa không thông cảm, chia sẻ, nói chuyện được với nhau á. Rồi sau đó thì chia tay. Lý do gì mà khiến cho hai đứa hay chia tay? Có ghen không? Đó là cái lý do mà cao nhất rồi. Trời, tôi bắt đúng ý luôn. Bắt tài luôn. Cái đợt đó là vợ em cũng mới ra trường, nhưng mà đi tập văn nghệ cho công ty đó. Những cái giờ rất là trái ngang, 9:30 tối bắt đầu mới tập. Ôi, em mới nói, ủa tập bây giờ thì bao giờ mới về? Em không đồng ý, em không cho đi. Nhưng mà dứt khoát đi bằng được, là cãi nhau lần thứ nhất. Lần thứ hai là em đi tập ở đó 12 giờ đêm em gọi không được. Là không biết đang làm gì, đang ở đâu mà tính em nó ghen mà. Nên là em rất là khó chịu. Tự nhầm luôn đấy không? Xong rồi nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty của cô này thì biết là có một anh còn đang theo đuổi cô này nữa. Nhưng mà đang chia tay, thế là đụng một cái là chia tay luôn. Xong một tháng rồi không liên lạc, không nói chuyện gì hết với là nhau luôn. Hùng là người chủ động đòi chia tay. Dạ, em luôn luôn là người chủ động đòi chia tay. Thôi. Cái tính em hồi đó bắt nháo lắm, không biết. Ủa, tại đàn sao. Đàn ông dễ sợ luôn á. Đàn ông dễ sợ luôn. Có nhiều suy nghĩ trong đó anh. Thứ nhất là một là cô ấy ở xa, rồi sau này cưới thì phải theo mình vào đây á, nên là em cũng không dám tự tin là lo được cho cô. Hiểu. Sau bao nhiêu lâu thì em cầu hôn cô gái này? Sau khoảng hơn 4 năm thì em cầu hôn. Hơn 4 năm yêu nhau. Dạ, em cầu hôn 1 năm sau thì em cưới. Có phải là do coi như là ghen mệt ghen quá cho nên thôi cưới đúng không? Dạ, thôi cưới luôn. Cưới luôn. Ghen mệt quá là biết. Cái thời điểm đó là cô này có tốt nghiệp ra trường. Em cũng xác định là thôi yêu quá rồi, giờ không biết làm nào, cầu hôn rồi kéo bà vô đây dụ vào trong này. Hay quá. Dạ. Mà cầu hôn là có bơi ra tận Nha Trang để cầu hôn không? Dạ đương nhiên anh, em set up chương trình rồi nhờ bạn nhờ bè rồi bóng bay rồi thuê chỗ rồi làm hết anh. Ôi. Dạ. Có phải là do là lý do là có nghĩa là cô này coi như là ở ngoài kia có quá nhiều người theo đuổi, cái đuôi theo đuổi cho nên là phải ra coi như cho bằng được, phải cầu hôn và phải chiếm được cô ấy cho bằng được đúng không? Dạ cũng một phần như vậy đó anh. Mà em quản lý vợ em chặt lắm nên là tới năm thứ tư là gần như là không còn đối tượng nào theo nữa rồi. Ghê. Sao nó kể chi tiết cái vụ cầu hôn ấy? À cái vụ cầu hôn đó là em đăng ký đi tranh thủ. Về thì cô này cô cũng biết em về, nhưng mà em giấu, không có nói là
về cầu hôn gì hết cả. Em mới nhờ mấy bạn với mấy ông cùng anh và mấy ông bạn của em ngoài Nha Trang đó, là bây giờ đó, bây giờ tình hình là như thế, rồi đi mua nhẫn cầu hôn. Anh em đi mua nhẫn cầu hôn rồi thuê cái chỗ đó là cái quán cà phê ở trên tầng 2 đó, em thuê nguyên cái tầng đó luôn. Đó là trong lúc mà em đang gọi là đi đánh lạc hướng cô này nè, là anh em ở đó là chuẩn bị bóng bay rồi các loại hình trái tim, trang trí pháo bông rồi đó. Em còn chuẩn bị tới mức là có em thì mặc bộ đồ dằn di, đồ quân đội. À, có một bạn của em nữa mặc đồ phòng không quân, một bạn mặc đồ hải quân và một bạn mặc đồ lục quân. Là bốn cái quân đứng nhìn em cầu hôn. Trái qua là có quay clip lại nữa. Là dắt cô này tới, thì cô này khả năng là cũng bạn của cô này là tình báo này, khả năng biết trước. Nên là tới lúc đó không bất ngờ lắm nhưng vẫn khóc. Sao khóc? Hay xúc động quá. Nói chung là bất ngờ thì cũng có, nhưng mà tức là bất ngờ cái kiểu là mình đang không biết là người ta sẽ cầu hôn mình như thế nào thôi. Tại vì bình thường ảnh nhây lắm. Tự nhiên cái hôm cầu hôn tự nhiên thấy người yêu mình rất là nghiêm túc. Nghiêm túc mà ảnh cũng nói một cái giọng rất là xúc động nữa. Là mình cũng rất xúc động theo. Nói sao mà xúc động? Trước cái câu em đồng ý làm vợ anh nhé, em còn rất là nhớ cái câu đó là em chấp nhận mã gen của anh nhé. Mã gen? Trời ơi, sao em lại dùng cái từ mã gen? Thì nó cũng đại khái là em chấp nhận về nhà rồi sinh con cho anh vậy đó. Hay quá. Dạ. Nhiều khi chương trình này lên, cái câu này không chỉ nó trend luôn đó nha. Tài hồ đó. Rồi bây giờ đã có mã gen chưa? Dạ, chưa. Cũng nhiều lần em cũng gọi là gạ gẫm. Nhưng mà giơ cái tay lên này. Không chịu là không chịu. Tại vì là ba mẹ em với ba mẹ vợ thì cách đây 38,000 cây thì xa lắm. Bố mẹ em thì ở Quảng Bình, còn bố mẹ vợ thì ở Đắk Lắk. Bây giờ thì hai vợ chồng đi làm, em thì như anh biết là 24/7. Còn cô ấy thì từ lúc gà gáy tới lúc mà gà đi vào chuồng cũng chưa về nữa. Nên là nếu mà sinh đứa con ra là không có người chăm. Nên là mới nói là phải có người chăm thì mới đẻ. Không chịu. Như vậy là hai vợ chồng ở với nhau được bao nhiêu lâu từ lúc kết hôn đến giờ? Là tụi em ở được 1 năm 4 tháng rồi ạ. 1 năm 4 tháng. Thôi cũng còn son, mới mà. Còn son lắm. Thôi cố gắng sắp xếp. Quan trọng là cái chỗ ở của các em. Và quan trọng là cái cuộc sống của các em nó phải gần nhau. Đúng rồi. Để mà san sẻ với nhau. Và nhất là cái việc mà chuẩn bị có thêm một thành viên mới, thì cái việc mà rất cần thiết nữa là cái việc mà chúng ta sắp xếp thời gian để chăm lo cho đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh. Thôi tới cái phần kia đi nè. Ok, bây giờ để cái phần vui lắm nè. Cái phần mà ăn khách nhất của vợ chồng Son đó là sau khi 1 năm 4 tháng về ở chung nhà với nhau. Dạ. Các bạn có phát hiện những cái tật xấu của người bạn đời của mình, nó là những cái gì không nào? Vừa là tật xấu và nó vừa là cái sở thích mà em hay sử dụng từ là rất thiếu tích xây dựng của vợ em. Người ta thì thích nằm dựa lên vai chồng, thích ôm chồng, rồi thích đủ thứ hết, nhưng không, vợ em thích sờ nách chồng. Thích sờ nách. Đó là em đang nằm, hai vợ chồng đang ôm nhau rồi nè, tự nhiên cái đưa tay vô, em nhột mà em giật mình, em mới đẩy ra nhột. Cái lần thứ hai lại đưa vô, em mới kêu nhột. Lần thứ ba là em quát lên nhột, xong bĩu môi chồng quát em. Rồi có giật một vài cộng nào không? Có gì luôn này. To đúng không? Tại quá giật mình nó giật vài cộng luôn. Cái vụ sờ là đáng yêu. Ừ, nhưng mà những cái vụ giật giật là đau nha. Đau. Nghe thấy thốn hết cả người luôn ấy. Bây giờ còn không? Bây giờ vẫn còn ấy. Nhưng mà lâu lâu là em cũng làm quen rồi nên em phải có cái cách bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân. Sờ em là em sờ lại, là không dám nữa. Rồi tiếp tục nữa. Hơi nhõng nhẽo thôi. Nhõng nhẽo. Phải là thật xấu, cái đó là cái nhu cầu của đàn ông mà em cũng thích cái đó nữa. Rất nhõng nhẽo. Ví dụ như là em đang nằm trên giường này, vợ nằm đây, em nằm đây. Cái công tắc thì nó nằm ở đó. Nhưng mà dứt khoát là không chịu tắt đèn. Kêu chồng ơi tắt đèn đi. Bảo nó sát bên em nó tắt đi. Không, không chịu. Chồng tắt đi là nhõng nhẽo cho bằng được. Là em phải lồm cồm em bò dậy, em thò tay qua nó tắt đèn xong em bò lại về đây. Vậy thì không phải nhõng nhẽo mà là lười. Lười đúng rồi. Lười và đùng đẩy công việc. Lừa. Có bừa bộn, có thay quan đồ lung tung không? Không? Không hề chị. À không hề. Nói bây đi. Giờ mà ekip chương trình mình về mà quay cái phòng của em ở nhà là đúng, nó giống cái chuồng gà ấy. Là trước khi đi là áo dài này, rồi là quần dép quốc thì là quăng tá lả trong phòng hết. Như vậy là bừa bộn. Dạ, rất bừa bộn. Và ai là người thu dọn? Đương nhiên là em rồi. Đương nhiên là em rồi. Em nghĩ là cái chuyện này cũng đáng thông cảm thôi, phụ nữ ai cũng thế anh ạ. Ôi cô binh vực, cô binh vực phụ nữ phái cô. Nhưng mà em hỏi anh em, về đàn ông là gọn gàng, lý trí đúng không? Nhưng phụ nữ sẽ là một mối bòng bong, người ta luôn tả phụ nữ như thế. Ôi cô nói gì, cô nói đi. Nhưng mà chị rất thông cảm với em.
Nhưng mà đó là bừa bộn. Đó không. Là bừa bộn. Đó là... phải công nhận đó là cái bừa bộn. Nhưng mà Hùng mong muốn vợ yêu của mình nếu như có được một cái sự thay đổi thì đó là điều gì ạ? Về cơ bản thì em cũng không cần vợ em thay đổi gì quá nhiều. Như cái khuyết điểm vừa nãy em nói, cái tật xấu đó thì ngăn nắp lại một chút để chồng đỡ mệt là được rồi. Rồi thế anh Hùng của em thì có tật xấu nào không? Vô vàn tật xấu. Vô vàn luôn. Vô vàn tật xấu. Mình kể một vài cái tật xấu mà điển hình đi. Có một cái còn ghen không? Còn thì chắc như là còn rồi anh. Người ta bảo còn yêu thì mới còn ghen. Nhưng mà bây giờ cái sự ghen của anh nó có sự kiểm soát hơn. Nó có lý trí hơn. Hơi chi hơn. Dạ rồi. Đúng rồi. Không biết rằng là anh bộ đội này có lãng mạn không? Lãng mạn part time hả ta? Part time. Part time nó không có full time. Lúc có lúc không. Dạ đúng rồi. Ảnh cũng là một người tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cũng biết chơi guitar, cũng đàn hát, cũng sáng tác nhạc, không biết cho biết bao nhiêu cô gái người yêu cũ. Wow. Còn trừ vợ ra thôi. Thì cũng chưa bao giờ được một lần chồng bảo chồng sáng tác bài này cho em rồi ghi âm lại, quay video lại gì đó. Em thấy chắc là lần lãng mạn nhất là cái lần cầu hôn đó, là chắc là cũng phải nhiều người tác động lắm mới được lãng mạn được như vậy á. Mà sao em biết là bạn ấy sáng tác nhạc cho các cô người yêu cũ? Có trên YouTube luôn đó chị Lâm. Ngày trước là em còn tâm hồn bay bổng, là còn viết nhạc sáng tác. Nhưng mà nói sáng tác cho hẳn những người yêu cũ thì không đúng. Tại vì em chỉ viết cái bài đó ra trong khoảng cảm xúc bây giờ, thì tự nhiên có cái cô đó đang trong khoảng gian yêu em. Thì em hát cho cô đó nghe thì kêu là tặng thế thôi, chứ không phải là mục đích là để viết cho cái cô đó hay không. Thế là viết cho tình yêu thôi chứ không phải viết cho người yêu. Nhưng mà này anh hỏi nè, ở trong cơ quan á thì ảnh chắc chắn phải là mỗi người phải cứng rắn rồi. Thì về nhà có áp dụng coi như cái sự cứng rắn đó, sự coi như là chỉnh chu đó với vợ hay không? Chồng em mà sau khi mở cánh cửa nhà ra là trở thành một con người khác á anh. Con người như thế nào? Cũng nhõng nhẽo, nũng nịu, mè nheo. Hai vợ chồng này chứ giống nhau anh? Nhõng nhẽo. Chồng cũng bảo vợ nhõng nhẽo, bây giờ vợ cũng bảo chồng nhõng nhẽo luôn. Nhõng nhẽo như nào nào? Nhõng nhẽo kiểu vợ ơi chồng đói, vợ ơi chồng đói, làm gì giờ làm sao cho no giờ. Kiểu như là vợ ơi chồng đau tay quá trời, vợ ơi chồng đau chân quá. Cái bản chất là một chút nhõng nhẽo, một chút pha trò hề, nó là bản chất con người em. Nhưng mà do cái đặc thù công việc ở trong đơn vị là bắt buộc em phải nghiêm chỉnh, bắt buộc phải như vậy thì mới có thể quản lý và duy trì và huấn luyện được. Là khi về đó là em cứ bung mình ra thôi. Đúng. Là để cho vợ cảm nhận con người thật của em là như thế. Nhưng mà chị nghĩ là đấy là những cái mà làm cho hai người yêu nhau hơn đấy. Dạ. Đúng không? Cái khoảnh khắc mình thấy là mình rất là cần đến người kia. Và dạ, người kia cũng như vậy với mình. Vâng. Nó là cái cảm giác rất tuyệt vời anh ạ. Thế là mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thấy thì hiện tại như chồng em thì chồng em khá là một con người khá là nóng tính. Thì em muốn là chồng em trong những lúc nóng giận, trong những cơn giận đó thì hãy cố gắng tĩnh tâm, bình tĩnh lại một chút. Có gì thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Còn không thì mình hãy giữ lại. Bao giờ mình bình tĩnh thì mình hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thể không phải chia sẻ hết 100% tại vì công việc trong đặc thù công việc của anh nó là như vậy. Em không thể giúp gì cho chồng em được, nhưng mà em cũng có thể an ủi, động viên và hay quá, nâng cái mood của chồng em lên. Hay quá. Đó, Hùng đã nghe thì rõ mong muốn của vợ chưa? Rất giản dị thôi. Anh chỉ mong là hai vợ chồng mau sớm tìm được một cái điều kiện thuận lợi nhất. Dạ vâng. Để chúng ta chào đón một thành viên mới xuất hiện trong gia đình mình. Dạ, nhé. Cảm ơn anh Thuận. Xin chúc cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn coi như là yêu thương nhau như thế này nha. Chào hai bạn rất tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Tín hiệu chương trình không? Dạ vâng, em nghe rõ. Chào anh. Dạ vâng. Bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc hiện tại của mình nhé. Dạ vâng. Em là có địa chỉ hiện tại hay sao anh? Họ tên đi anh. Họ tên, tuổi, quê quán, địa chỉ hiện tại. Dạ, họ tên Nguyễn Văn Tú ạ. Sinh ngày 15 tháng 8, 1988 ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Rồi, sinh sống và làm việc tại Nhật. Vâng. Quê quán của anh ạ? Quê quán gốc là ở Thanh Chương, Nghệ An ạ. Rồi. Anh ở Nhật là anh làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư. Làm kỹ sư gì cơ ạ? Kỹ sư điện. Kỹ sư điện ở bên Nhật. Chương trình ghi hình tại Việt Nam ấy thì không biết là bao giờ anh sẽ về để cùng tham gia ghi hình được ạ?
Dạ, nếu mà trường hợp có thì tìm được em thì báo trước em mấy ngày để em sắp xếp công việc em về được không? Báo trước khoảng bao nhiêu ngày ạ? Khoảng 10 đến 15 ngày được không? Rồi, nếu mà bây giờ anh làm việc ở Nhật đó thì anh muốn quen bạn gái ở đâu thì nó phù hợp? Nói chung là ở Việt Anh có dự định ở bên đấy không hả hay như nào ạ? em thì cũng xác định không ở bên này lâu dài, bởi vì em xác định em sẽ bởi vì em có mua đất trong Đồng Nai, em xác định về Đồng Nai À, mua đất trong Đồng Nai rồi. Rồi. mà Vậy là xác định là trong bạn Việt Tố Nam. ơi, nhưng mà quê của em á là Nghệ An, nhưng mà gia đình em thì đang sống ở đâu, Nghệ An hay Đồng Nai? Gia đình em mẹ anh chị ở của Nghệ An, em có bà cô với em trai chú ở Đồng Nai, em ở đây. Tức là gia đình em thì vẫn đang sống ở ở Nghệ An đúng không? Dạ vâng. Ừ. Rồi em qua Nhật được bao nhiêu lâu rồi? Bao lâu? 4 năm ạ. 4 năm. Rồi, trước khi đi Đây Nhật thì em làm việc ở Sài Gòn hay là Hà Nội? à, trước đây là Bình Dương với Đồng Nai. À, và tức tức là đã từng sống ở Bình Dương, Đồng Nai rồi, cho nên cái kế hoạch sắp tới là sau khi mình hết cái hợp đồng bên đó, kỹ sư bên đó thì mình về lại Đồng Nai đúng không? Em thì không bao giờ hết hợp đồng, các bạn là em muốn về Ừ. luôn. Chứ em này bởi vì em có việc. Đó. Ừ. Cái điện thoại bên em á, em để sát nó xuống dưới bên hay dưới hay sao ấy, nó bị chập chờn cái voice á Tú. Chắc là em bị màng hay sao cho em được cái trường hợp của em, ví dụ em có vợ có con thì có thể bảo lãnh thăm này được. Ừ. Nhưng mà cái kế hoạch về Đồng Nai của em là trong bao lâu nữa? Em đang tính cái đất của em gần bay Long Thành thì em đang định nếu mà có vợ con mà rồi thì có được. Chị nghe rõ không? Chị nghe rõ nhưng mà cái voi bên em á thỉnh thoảng nó cứ có từ nó bị mất ấy. Giờ nó đang không nghe được này, chỉ nhìn thấy khẩu hình mà không nghe thấy tiếng này. Mọi người có nghe được không? Bên chị là không nghe đó, Hiệp ơi bên em nghe không? Giờ nghe nhỏ lắm ạ. Em tìm lại. Alo anh ơi. Cho em tìm lại cái. Ok, ok em lấy tay phone đi. Alo. Nghe rõ chưa? Dạ vâng. Dạ rồi, thì không biết là cái chuyện tình trường của anh từ trước giờ nó như thế nào ạ? Tình trường của Em anh lúc ấy cũng mới định trước rồi. khi dạ. Dạ em cũng có quen hai người Có quen hai ạ. người. Trước Vâng. em đi Nhật thì em học tiếng Nhật, em có quen một người nhưng mà em không biết người đấy kiểu cũng đã từng kết hôn, sau em biết thì người ta nói dối nên em không dừng lại, Người ta từng kết hôn thế xong người ta cũng ly dị rồi đúng không? người ta giấu nên thôi em sau này em biết thôi em cũng dừng lại.
Nhưng mà cái lúc đấy cái mối quan hệ của gia đình cô ấy đã xong xuôi chưa? Người ta giấu, người ta cũng không nói em gì, sau này em sang ngày mới biết, nghe bạn nói em mới biết. Dạ, thì em được rồi. Còn cái người thứ hai em mới quen thì cũng dừng được khoảng gần 1 năm. Rồi. Lý do là sao mà hai bạn, có nghĩa là hai anh chị đều là người Việt quen nhau bên Nhật? Không, em người thứ hai này em cũng phải là Việt Nam, nhưng mà do kiểu khoảng cách địa lý hay giữa người đấy tính trẻ con đó, đang ít tuổi. Người đấy cũng ở bên Nhật luôn hả? Ở Việt, giờ em đang ở Việt À, nhưng ở mà bên em Nhật. bảo Cô ấy sinh năm bao nhiêu à? 98 với 2 là tuổi bọn em cũng không hợp. Tôi không học. Em Cụ thì thể về cái không, tính cách trẻ con đấy nó như thế nào anh? ví dụ như một đôi lúc em, ví dụ trong cái câu chuyện nó đơn giản, ví dụ như thỉnh thoảng em có cho tiền, gửi tiền cho thì người ta cứ nói chuyện ít nhiều này nó, em cảm thấy họ sống vì đồng tiền nhiều quá nên em thôi. À, có nghĩa là người ta cũng nói chuyện về kinh tế phải gửi nhiều nhiều nhiều. Cảm ơn. Dạ. Thế là một năm nay là anh đã độc thân rồi và Dạ vâng. anh có đi giao lưu bạn bè anh em gì ở bên Nhật không? Có được giới thiệu Có đấy, không? cũng có, nhưng mà nói chung là cái môi trường làm việc của em là công ty em là ở trên trên núi, ít người Việt. Hiện tại bây giờ ít người Việt nên cũng ít đi, nói chung cũng đi nhưng mà hầu như là con trai nhiều. Rồi con trai nhỏ hơn. Dạ vâng. Rồi. Vậy thì anh mong muốn chương trình tìm cho mình một cái mẫu người như thế nào? Nói chung là em thì cũng không đòi hỏi nhiều. Bạn gái thì cao khoảng 1m55 trở lên nhiều đấy. Và là hiền lành. Mới là tìm người con gái hiền với mặt ưa nhìn được. Tính tình thì biết sống đối ngoại đối nội. Rồi, Và mặt là nhìn đối nội đối ngoại. Và Rồi. nói chung mình đã tìm được người. Em thì thích con gái hiền. Thế con gái hiền. Dạ vâng. Rồi, vùng miền quê quán. Nói chung cùng được quê Nghệ An gần Hà Tĩnh, Quảng Bình thì tốt. Còn không thì ở trong miền Nam, Bình Dương với Đồng Nai hoặc gì đấy cũng được. Dạ vâng. Thì em nghĩ là nếu mà để mà sau này mình tính chuyện hẹn hò ấy, thì mình liên quan người miền Nam á, ở trong mạn vùng trong này. Nói chung là đừng có ở phía dưới miền Tây được, bởi vì Không thích miền miền Tây Tây. hơi xa, À. xa xôi quá. Rồi, không thích miền Tây là vì xa xôi thôi. Dạ vâng. Nhưng Nói mà chung cũng có em người miền muốn Tây mà lập nghiệp ở mạn Đồng Nai, Bình Dương thì sao? thì nói chung là ví dụ họ, em thì không biết nhưng mà tìm hiểu người miền Tây thì em tìm hiểu ít, nhưng mà nói chung là cái khoảng cách địa lý nó xa với em, nó ngược đường á, nhiều khi mình Tết của mình muốn về thăm nội thăm ngoại nó phức tạp vậy, anh hiểu Rồi. Về không? tuổi tác thì cô gái đấy lên là những tuổi nhiêu? Em cũng không quan niệm tuổi lắm, ngày xưa gia đình bên ngoài kia thì quan niệm tuổi, em thì cũng không quan niệm tuổi, em nghĩ là cơ bản là do mình sống thôi, Rồi. cơ bản là À, mình sống tốt với người ta thì người ta sống tốt với mình thôi. lớn tuổi hơn hay bé tuổi hơn hay như nào này anh ơi? Bé Có tuổi một cái hơn, đừng bé khoảng tuổi hơn. bé tuổi hơn. Trong khoảng mấy Vâng. tuổi? Trong khoảng Nói chung trong khoảng tuổi thì nói bao nhiêu tuổi cũng được, mình đang kém hơn khoảng 10 tuổi trở lại. rồi. Anh dự định là nếu là làm ở bên Nhật như này thì khoảng bao nhiêu lâu nữa thì anh về? Thật ra là câu chuyện này anh phải về Việt Nam thì bắt đầu mình mới lập gia đình đúng không? Hay Dạ là vâng. mình cũng nếu mà xa cách thì cũng tội nghiệp cô gái quá. Dạ em nói là điều kiện em thế này, công việc em bên này thì đang thu nhập ổn định và em đi kỹ sư, em Rồi. mà lấy vợ người Việt á thì em có thể bảo là em được vợ con vào này làm, À. nếu trường hợp mà vợ không quá không muốn qua thì em sẽ về Việt Nam, bởi vì em đất em cũng gần sân bay Long Thành á, nên em nếu mà về thì em
chờ sân bay Khánh Thành em về em kiếm một công việc ổn định. Rồi rồi, nghĩa là một cái câu chuyện này mà mình sẽ bàn bạc lại với nhau, đúng không? Dạ Theo cái trường vâng, hợp tao cho nó hợp lý nhất là được. chào con, cái này Sắp gì xếp em được. đang em ra lấy ý kiến người con gái nó như thế nào thôi. À đúng rồi, lấy cái người con gái đó, xong mình bắt đầu mới xác định ha. Dạ vâng, bởi Rồi. vì Anh cứ nói đi, anh nói vậy dạ. cuộc sống thì nhiều khi nói chung là em nghĩ là tiền nhiều hay này nó không đều lắm. Các bạn là đàn gia đình ở Việt, người Việt Nam mình quan điểm phải có vợ có con anh, Dạ vâng rồi. nên em cũng đến tuổi rồi nên em cũng xác định rõ ràng là em tìm một người bạn rồi đấy. Thì em qua đây thì em cảm ơn chương trình, có gì thì giúp đỡ em. Dạ rồi, ok. Thế còn về về bạn gái, nếu mà bạn gái mà là cũng đang là người đồng hương Việt Nam ở bên Nhật thì có quen không? Một cái đấy thì càng tốt. À, đấy. Nếu bạn gái ở bên Nhật thì càng tốt đúng không? Dạ vâng, càng tốt. Bởi vì hai người cùng chí hướng nên nó dễ. Ok. Hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen đầu tiên. Bọn em sẽ tìm người và tìm được người phù hợp thì em sẽ báo cho anh trước 15 ngày nhá. Đó, Dạ thì vâng. có gì thì anh sắp xếp công việc hay tất cả mọi thứ. Xong mình bay về thành phố Hồ Chí Minh rồi cùng tham gia ghi hình đơn giản vậy thôi nhá. Dạ em cảm ơn nhé. Có Rồi, gì thì ok chương nhá. Có trình nên làm ạ. vâng, ít ra đầu tiên bây giờ mình phải xác định những cô gái mà đầy đủ những cái tiêu chí mình đang nốt ở đây đã nhá. Xong có gì sẽ thông Dạ. báo bạn luôn. Và cố gắng tranh thủ nhá, tại nó cũng xa xôi. Dạ vâng, có gì thì báo cho em giúp đỡ em tí. Em cảm ơn. Ok ạ. Dạ vâng, em chào anh. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nhé. Chúc chúc bạn nhiều khỏe. Dạ, cảm ơn Dạ. anh. Sao chỗ của anh nó bị ồn hả? Thế ha? Anh thông cảm, hiện tại bây giờ ngoài trời đang mưa khá to cho nên là tín hiệu nó không rõ lắm. Dạ, rồi, ok anh. Vâng. Bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán nhỉ? Vâng, em xin giới thiệu tên là Đoàn. Em ở Hưng Yên, sinh năm Họ 91 anh. họ họ tên anh ơi, họ tên anh ơi. Đỗ Văn Đoàn. Đỗ Sinh năm Văn Vàng 91. à? Vâng, sinh năm 91 anh. Đỗ Văn Vàng sinh năm 1991. Vâng. Ở Quê Hưng ở Hưng Yên. Yên. Quê ở Hưng Yên anh ạ. Thở Hưng Yên thì anh làm công việc gì? Hiện tại đang làm kỹ sư điện tử ở một công ty của Nhật Bản chuyên sản xuất về các cái phụ tùng và cháy anh ạ. Rồi, công ty Nhật. Hiện tại là anh ở Hưng Yên luôn. Vâng đúng rồi ạ, đang ở và làm việc sinh sống ở Thái Hưng Yên luôn. Rồi vậy chương trình ghi hình ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh có tham và bay vào tham gia được không ạ? Được bạn ạ. Rồi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Dạ. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? À, điểm mạnh của mình thì là nhiệt tình với công việc, là vui vẻ hòa đồng với mọi người. Điểm yếu thì chắc là không kiên trì lắm trong những cái gì nó khó khăn ấy, thì cũng không kiên trì lắm. Cụ thể là việc gì? Ví Ví dụ dụ như như là những có những cái chướng ngại về công việc hay là cuộc sống mà cảm giác như là nó mệt mỏi quá mà nó cần sự kiên trì thì mình thường không cố gắng được lâu ấy. rồi trước giờ anh có mấy mối tình rồi? À, thì trước giờ thì có hai bạn. Trước giờ vậy thì anh kể về hai mối tình của anh nhé. Vâng thì cái thời đi học ấy, thì có một bạn ở cùng lớp, nhưng mà cái thời gian ấy thì tuổi thì không nghĩ chuyện lập gia đình, thì sau một thời gian tìm hiểu thì đã cảm thấy không hợp, có người mới thì đã chia tay cả. Còn người nữa thì cách đây hơn một năm thì do gia đình hai bên là cảm thấy địa lý khoảng cách khá xa ấy, cho nên là cũng không phù hợp lắm, chia tay. Rồi. Vậy là nhưng mà cái mối tình đấy là hai anh chị yêu nhau bao nhiêu lâu? Cũng được hơn một năm rồi. Bạn gái ở đâu mà xa à? Bạn gái ở tận Bắc Linh. Rồi. Bây giờ mẫu bạn gái mong muốn tìm là như nào? Thì cao trên 1m55,
ngành khá ở khu vực Hưng Yên thì càng tốt, còn nếu không thì trong các tỉnh miền Bắc rồi thì... các tỉnh miền Bắc đều được đúng không? Vâng, miền Nam thì hơi xa, miền Nam lâu dài hơi xa rồi. Nhưng mà gia đình anh thì ví dụ như các tỉnh phía Bắc ấy, mà ví dụ như Bắc Ninh thì gia đình anh ok không? Ok, ok. Gia đình kia là vấn đề này, vấn đề mà chia tay mối tình trước ấy là do gia đình bạn gái phải không ạ? Vâng. Công việc nghề nghiệp của bạn là gì thì phù hợp với anh? Cái này thì mình không có tiêu chuẩn cụ thể về cái đấy lắm, cho nên là không quan trọng cái đấy lắm ạ. Bây giờ anh là nhà riêng chưa hay là vẫn đang ở cùng bố mẹ? Vẫn đang ở gia đình, cùng gia đình. Thu nhập của anh một tháng trung bình bao nhiêu? 11 triệu. Rồi, nếu mà lấy vợ về thì vẫn có phải làm dâu không ạ? Chắc có, vì gia đình có một mình là con trai. Rồi. Anh có yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Tạm thời thì mình cũng không có cái yêu cầu gì quá khắt khe cả, mình chỉ có như vậy thôi ạ. Anh không thích điều gì về bạn gái? Alo? Anh không thích điều gì về bạn gái á? À, không thích ạ, không thích thì ví dụ như là lè lè quá hoặc là hay tụ tập bạn bè mà không chăm lo cho gia đình ấy, thì không cảm giác không thích cái đấy là điều đấy. Rồi ok, cảm ơn anh nhé. Thì ngày hôm nay là chương trình liên hệ với anh để mà liên hệ với anh để tìm những người phù hợp cho anh. Nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhá. Vâng. Rồi cảm ơn anh. Vâng, chào anh. Rồi.